Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bà xã Mạc Văn Khoa tự ti nhân sắc, chồng đồng ý cho giao kéo nếu muốn. Bà xã Mạc Văn Khoa là một trong những người đẹp sở hữu sắc vóc cuốn hút. Sau khi sinh con đầu lòng, cô nàng vẫn giữ được số đo chuẩn chỉnh. Dù vậy, người đẹp vẫn có những tự ti nhất định về bản thân. Trên trang cá nhân, cô vừa chia sẻ mong muốn phẫu thuật giao kéo vòng một cùng một người bạn, đồng thời cho hay mình đã được chồng chấp thuận. Có một con nhân vi pumper vẫn được khen xinh như gái 18. Cụ thể, khi tham gia sự kiện thời trang của Khánh Vân, Vi Pumper cho hay dù ăn diện cuốn hút sang trọng, nhưng cô vẫn chưa cảm thấy hài lòng mà còn tự ti về body nên thường dùng tay che chắn. Người đẹp cũng có suy nghĩ đến việc độ loa, đã chia sẻ cùng chồng và được Mạc Văn Khoa ủng hộ. Hình tượng của bà xã Mạc Văn Khoa khi đi sau thời trang, cô nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Cô cũng chia sẻ suy nghĩ chuẩn bị đi trùng tu vòng 1 và đã nhận được sự đồng ý từ chồng. Kết hôn được 4 tháng nhưng Mạc Văn Khoa và bà xã đã có 7 năm bên nhau. Xong dù ở bất cứ thời điểm nào, vì Pumper đều phải chịu áp lực khi có chồng là người nổi tiếng. Thậm chí đến khi hôn nhân đã hoàn toàn hạnh phúc và viên mãn. Và mẹ một con vẫn bật khóc khi nhớ đến những ý kiến tiêu cực từ một bộ phận khán giả. Khung cảnh hạnh phúc nhà Mạc Văn Khoa, cô yêu thương con gái thường chuẩn bị đồ đơ cho bé. Cả hai quen nhau đã lâu nhưng vừa thực hiện đám cưới cách đây không lâu. Gia đình tổ chức sinh nhật cho con gái mới đây, những khung ảnh hạnh phúc của cặp đôi chia sẻ trên sóng truyền hình về những khó khăn khi yêu danh hài gốc Hải Dương. Theo đó dù nên duyên hoàn toàn trong sáng nhiều bao cặp đôi khác, nhưng hot mom Sài Gòn lại bị đồn đoán có ý đồ khi đến với mặt Văn Khoa. Nhiều người nghi ngờ tình yêu của cặp đôi có nhiều sự vụ lợi, khi anh có tiền liền lấy đi tu sửa vẻ ngoài khi anh ấy được đi đóng bộ phim đầu tiên bắt đầu được mọi người biết đến tôi bị áp lực kinh khủng mọi người nói tôi thấy anh ấy bắt đầu nổi tiếng nên bu vào mê tiền nhưng nói thật khi ấy tôi không xài tiền của anh ấy đến khi làm vợ chồng mới xài tiền của anh ấy cô nàng chia sẻ cô từng rơi nước mắt chia sẻ trên sóng truyền hình nhưng người đẹp vẫn bản lĩnh vượt qua mọi thứ mạc văn khoa luôn kề bên ủng hộ vợ vượt qua nhiều tai tiếng và khó khăn vi bumper đã nhận được hôn lễ trong mơ đến từ ông xã mạc văn khoa Hiện tại gia đình nhỏ của nam danh hài nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả bởi tình cảm bên chặt qua năm tháng. Chồng của cô cũng ủng hộ mong muốn tu sửa nhân sách của bà xã. Bạn cảm nhận thế nào về điều này? Hãy để lại bình luận và cùng cập nhật những thông tin mới nhất về sao Việt tại kênh tin mới nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.